certificate of appreciation or honoring Visothchan for 25 years of dedicated service, Nicole Deloy, Vice President of Human Resource of Life Labs. Yeah. Dương khi ông ní, vừa ca nơi tí đi ban mùi ảnh nát, mà phây pram chú nam hơi miền dedicated service, miền cả đá sân nam trâm trời, miền certificate appreciation trâm trời hết nơi miền ảnh nhạc thà, dương khi ông ní, vây gọt chế, đưa chìa bố, nang tha vây gọt chế, khní ảnh ní, thư khnhom con cha kia lần mà phây pram chnam ấy nè khnhom con cha kia đại thay mà phây pram chnam nơi là miền nè tha dương khnhom đi vây gọt chế khnhi này thư ngọt chào khnhi này thư vừa cả đại đại chào đại trường chào thư vừa cả ngọt chào vẫn đang hay nơi tha khnhi này vây gọt chế mà phây pram chnam of dedication service. Yeah, khom prang thư ca chít ngóp, khom prang thư ca chong ngóp, hay nơi là miền nẹ nì dì thà vây gọt chế. 25 years of dedicated service. Dedicated, my dedicator. 25 years of service. Thư ca ngóp cháu, su ca nghe. Mà phây pram chnam. Phải pram chnam thư ca ngọp chào đại dương chào đại đại chào nơi đó miền nè tha phụ dương khiom nè vây gọt chê tê hà sâm bay gọt miền rút dương thamay tâm nơ gọt miền rút dương thamay tâm nơ bà pram rô chết gọt miền tê hà sâm bay đâm lai mùi chết mùi miền gọt miền ọt xó cực tám ọt xó zero